xin chào mọi người rất vui lại gặp được mọi người trong video ngày hôm nay hôm nay trang sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 8 của bộ truyện xuyên thành cai ngục tại dị giới trong tập này thì cố thanh phong sẽ gặp yêu ma như thế nào hãy cùng trang đắc đón xem ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi tiếng thét trói tài của vương béo cao lành lành lúc này cố thanh phong biến sắc Trở nên hưng phấn hơn Lắc mình một cái Hắn đã di chuyển tới ngõ nhỏ Hứa phàm còn chưa kịp phản ứng Cố thành phong đứng trước y Đã chui vào trong hẻm nhỏ Chuyện này khiến y không khỏi sinh ra một chút nghi ngờ Không phải cố đại nhân nói Tốc độ của hắn rất chậm sao Không phải nói khi gặp được yêu ma Không cần chạy nhanh như yêu ma Chỉ cần chạy nhanh hơn hắn Là được sao Thế nhưng tốc độ này của cố đại nhân Cũng quá nhanh đấy chứ cứ Phạm không kịp ngẫm nghĩ, cũng vội vàng chạy đến ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ, một lát sau Cố Thành Phong đã gặp được Vương Béo đang nằm sụi lơ trên mặt đất, chỉ thấy sắc mặt gã trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dòng. "Sao rồi?" Cố Thành Phong vội vàng hỏi. Vương Béo run rẩy, vươn tay chỉ vào cuối ngõ, run rẩy nói: Kh "Không, không không thấy. Bán bất quả. Cái cái này là ngõ cụt mà." ánh mắt của cố thành phong híp lại hắn quét mắt nhìn ngõ nhỏ một vòng phát hiện đúng là ngõ cụt bên trong trống rỗng ngoại trừ hai người là mình với vương béo thì không còn người nào nữa có vấn đề cố thành phong thầm nói cơ thể hơi hưng phấn lên chính mắt hắn thấy vương béo và tên bán rong chân trước chân sau tiến vào hẻm nhỏ kết quả tên bán rong kia lại biến mất không thấy đâu đầu tiên hắn cẩn thận xem xét ngõ cụt này một lượt con hẻm này dài không đến 10 mét, hai bên là vách tường nhà màu xám đen, cuối cùng bị lấp kín bởi một bức tường cũ nát, không có cửa ngầm. Vậy cũng chỉ có hai khả năng. Một, tên bán rong là cao thủ, chỉ trong chớp mắt đã vượt nắp bằng tường chạy trốn. Hai, là yêu ma. Cố Thành Phong hướng đến khả năng thứ hai, dù sao thì vương béo cũng là võ giả tụ khí bát trọng, gã cùng tên bán rong chân trước chân sau tiến vào hẻm nhỏ trong nháy mắt tên bán dòng biến mất ngay trước mặt gã nếu như tên bán dòng cũng là võ giả thì ít nhất phải cao hơn một cảnh giới so với vương béo chỉ chân khí cảnh mới có thể tốc độ như vậy loại thôn nhỏ như thôn hắc thủy này làm sao có thể có một cường giả chân khí cảnh chứ lại còn bán mất quả xác suất này quá nhỏ có điều cố thanh phong cũng không dám chắc chẳng may người ta là ẩn sĩ cao nhân rồi thích bán mất quả đây thì sao cho nên hắn dự định dò xét thân phận của tên bán dòng trước dư quang của cố thanh phong liếc nhìn ba đứa trẻ chơi đùa bên cạnh ba đứa trẻ này vẫn luôn ở đây chơi đùa vị trí của bọn chúng nằm trên một đường thẳng với hẻm nhỏ vậy nên có thể nhìn thấy tình huống ở bên trong hẻm cố thanh phong đi đến trước mặt đám trẻ nhìn gương mặt đỏ bừng của ba nhóc con mỉm cười hỏi nhóc con Vừa nãy các người có thấy tên bán mất quả rong kia đi đâu không? Ba nhóc con hình như hơi sợ người lạ. Đợi một lát thì một bé trai buộc tóc trọm cao mới nói. Người có tiền không? Cố thành phòng sững sờ. Khiếp, nhóc con này nhà ai mà thực dụng như vậy? Đương nhiên hắn không thể nào so đo với nhóc con. Lập tức lấy ra hai đồng tiền đưa cho bé trai này. Bé trai thấy tiền thì mừng rỡ, lúc này mới trả lời vấn đề của cố thanh phong ta không thấy người bán mất quả rong nào hết. Bé trai chớp đôi mắt ngây thờ nói, nhóc à, nói dối không tốt đâu. Vừa nãy có một tên bán rong, bán mất quả bên cạnh các ngươi, sau đó xoay người tiến vào hẻm nhỏ này. Người nói thật thì lát nữa, ca ca lại có thưởng thêm. Khi cố thành phong nói chuyện thì vương béo và hứa đần cũng cùng kéo đến đây, có điều vương béo vẫn còn dáng vẻ sợ hãi như cũ. Đúng đúng đúng, nhóc con, chúng ta là người của chấn ma ti nếu như người nói dối thì lát nữa sẽ đánh mồng người vương béo hù dọa ai ngờ bé trai này không bị dọa sợ có thể là không biết chấn ma ti là thứ gì ngược lại tức giận nói ta không nói dối đâu từ xưa thế này cậu thặng tử ta không lừa người bé trai nói rất chân thành dáng vẻ tức giận kia cũng không phải giả giống như thật sự chưa từng gặp tên bán rong kia Lúc này một bé gái đứng bên cạnh bé trai nọ lên tiếng, có lẽ tuổi của cô bé nhỏ hơn một chút, điểm chú ý không phải trên cuộc đối thoại mà lại ghi tạc trong lòng với mứt quả. Mứt quả ở đâu vậy? Nini nì nì muốn ăn mứt quả. Lời này vừa dứt, trong nháy mắt, Cố Thành Phong đã nhận ra điểm lúc trước vẫn xem nhẹ. Trẻ con rất khó chống cự sự quyến rũ của mứt quả. Vừa nãy tên bán dòng kia bán mứt quả ngay bên cạnh đám nhóc nếu như ba đứa nhóc này thật sự nhìn thấy mất quả thì không thể nào không có chút phản ứng vẫn đứng chỗ này chơi mà phải đi đến đó từ lâu vậy chứng tỏ bé trai kia không có nói dối đột nhiên cố thanh phong mỉm cười chuyện này càng ngày càng thú vị xem ra yêu ma lần này thật sự có tài đến nước này cố thanh phong đã xác định đây là yêu ma không thể nào là ẩn sĩ cao nhân được ẩn sĩ cao nhân chứ không phải là ẩn thân cao nhân làm gì mà không cho trẻ con nhìn thấy chứ vương béo và hứa phạm đứng bên cạnh cũng không phải là kẻ ngốc đã hiểu được liên kết trong đó giờ phút này vương béo chỉ thấy cả người lạnh toát yêu 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 ma nhất định là yêu ma đại nhân đại nhân nhân lúc trời chưa tối chúng ta nhanh vương béo còn chưa nói xong một tia cuối cùng sót lại của trời chiều cũng tan hết trời đã tối xong rồi trời tối rồi đại nhân chúng ta chạy mau đi nhất định còn tới kịp vương béo vừa nói vừa mặc lại một lớp áo giáp vừa cởi xuống lúc nãy cố đại nhân đột nhiên có một tiếng nói truyền đến từ phía sau nhóm người của cố thanh phong mấy người quay đầu phát hiện đó là thôn trưởng hồ lương rơi đèn lồng đi từ xa đến. Ngọn đèn mờ ảo chiếu rọi trên gương mặt đầy nếp nhăn của thôn trường. Theo bước chân của lão, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối. Nhà lão hụt đã chuẩn bị xong đồ ăn, mong mấy vị đại nhân hạ mình đến, đừng ghét bỏ. Cố Thanh Phong cười cười, được, vậy thì từ chối lại thành bất kính. Vương béo vô cùng không vui, đại nhân đừng ăn theo ta thấy thì thôn này rất tà, chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn. Vẫn là câu nói kia, muốn đi thì tự ngươi đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Vương béo nhìn bầu trời tăm tối, nào có dũng khí để bản thân chạy trốn, đành phải tủi thân đồng ý. Cố thành phòng nói xong thì quay người muốn từ biệt lũ nhỏ. Thế nhưng hắn vừa quay người một cái, sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng. Không thấy bà đứa nhóc đầu À ha, lại một chàng tiếng hết chói tai vang lên, hiển nhiên là vương béo cũng xoay người lại, phát hiện ra chuyện không thấy mấy đứa bé. Động miệng, cố thành phòng lớn tiếng quát, hiện tại tâm tình của hắn rất khó chịu, bởi vì hắn phát hiện ra hình như mình bị yêu ma đùa giỡn. Tiền bán dòng kia có vấn đề, ba đứa nhóc này cũng có vấn đề. Hắn thân là võ giả, nhĩ lực đương nhiên giỏi hơn người thường, nếu như là cao thủ thì cũng thôi đi, không thể nào có chuyện mấy đứa trẻ bên người biến mất lại không cảm giác được gì. Ba đứa nhỏ này biến mất, không hề có một động tĩnh nào. Lúc này thôn trưởng Hồ Lương đến gần, lão khẩn trường nói, Cố đại nhân, ngại sao vậy? Hiển nhiên là do vương béo hét lên, đã hù dọa lão. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn thôn trưởng nói, Thôn trưởng Hồ, vừa nãy ngài có nhìn thấy, bà đứa trẻ đứng sau lưng chúng ta không? vẻ mặt của thôn trưởng đầy sự nghi ngờ trẻ con ở đâu có trẻ con tiểu lão nhân chỉ nhìn thấy ba vị đại nhân mà thôi cố thành phong nhắm hai mắt lại trên mặt mang theo một biểu cảm không rõ ý nhìn về phía thôn trưởng hồ lương thôn trưởng hồ con người ta ghét nhất là người khác lừa gạt mình hồ lương sợ hãi nói cô đại nhân ngài là ai chứ tiểu lão nhân có một trăm lá gan cũng không dám lừa gạt ngài. Còn nữa, bây giờ trời đã tối rồi, trước đó không lâu, thôn chúng ta đã có tai nạn yêu ma. Có phụ mẫu nào dám để con ra ngoài chơi đùa giờ này chứ? cố Thanh Phong lặng lặng nhìn Hồ Lương, không nói gì. Vương Béo và Hứa Đần đứng bên nghe xong thì cả người phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Nếu như trưởng thôn không nói dối, đây chẳng phải đang nói tên bán rong và đám chạy đều là yêu ma sao hai người bọn họ không dám suy nghĩ tiếp nữa thậm chí hiện tại bọn họ còn cảm thấy trưởng thôn đứng trước mặt đây cũng có vấn đề hoặc nói là toàn bộ làng đều có vấn đề đột nhiên cố thành phòng cất tiếng cười to <cười> thú vị hôn các ngươi thật sự là thú vị lắm đầu tiên là tên bán rong chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa sau đó là ba đứa nhãi con nhân lúc ta quay đầu cũng biến mất không thấy đâu. Hiện tại ta rất tò mò. Trưởng thôn hồ, ngươi nói thử xem, nếu hiện tại ta quay đầu không nhìn ngươi, rồi sau đó quay người trở lại, có khi nào ngươi cũng biến mất không thấy đâu nữa không? Hồ Lương càng sợ hãi hơn. cố đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Sao tiểu lão nhân nghe không hiểu gì vậy? Cố Thanh Phong nhe răng cười một tiếng. Nghe không hiểu cũng không sao, chúng ta cùng làm thí nghiệm nhỏ vậy. Cố Thanh Phong bất ngờ nói với Vương Béo và Hứa Đần. Hai người các người đều đứng ra phía sau ta, sau đó xoay người sang chỗ khác. Cố Thanh Phong nói xong thì dẫn đầu quay người đi. Vương Béo và Hứa Đần chậm chạp không cử động, không biết Cố Thanh Phong lại muốn làm trò gì. Nhanh lên, làm như ta nói. Cố Thanh Phong không nhịn được thúc giục. Rất nhanh, Vương Béo và Hứa Đần đã đi đến trước người Cố Thanh Phong sau đó thì quay người lại, chỉ để cho Cố Thành Phong thấy hai cái ót. Còn đằng sau, Cố Thành Phong chính là thôn trường Hồ Lương. Một, hai, ba, quay người. Cố Thành Phong đến đến ba, sau đó mọi người đồng loạt quay đầu lại. Đợi đến khi đám người quay lại, sau lưng trống trơn không có một ai. Không thấy trượt thôn. À, vườn béo điên cuồng thét lên cả người ngã đè mông xuống dưới mặt đất trọng lượng rất lớn khiến mặt đất run lên trưởng trưởng thôn đâu cũng không thấy trưởng thôn đâu bởi vì quá hoảng sợ nên khiến cho giọng nói của gã cũng bắt đầu run rẩy hứa hứa đần người có nhìn thấy trưởng thôn đâu không vương béo kéo ống quần của hứa phàm nhưng hứa phàm cũng không để ý đến gã vương béo nhìn về phía mặt của hứa phàm phát hiện ra sắc mặt của hứa phàm trắng bệch y cắn chặt môi, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong mắt trợn trắng như thể sắp hôn mê, hiển nhiên là bị dọa sợ. Lúc này Vương Béo cũng không rảnh mà chế giễu Hứa Phàm là kẻ nhát gan, gã vội vàng nhìn về phía Cố Thanh Phong nhằm tìm kiếm giải pháp. Chỉ nhìn thấy Cố Thanh Phong đang cúi đầu, cả khuôn mặt đều bị bóng tối bao trùm, không nhìn được rõ ràng. Trong lòng Vương Béo hơi hồi hộp. Cố, cố đại nhân ngại ngại không sao chứ đùng cố thanh phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên biểu cảm của hắn dữ tợn giống như ác quỷ trên mặt mây đen răng kín vô cùng đè nén giống như điềm báo ngọn núi lửa bộc phát biểu cảm này khiến cho vượng béo giật nảy mình còn tưởng rằng cố thanh phong bị yêu mà quấn thân Cô cô cố cô, cố cô, cô đại nhân một giây sau một tiếng hống kinh thiên động địa phát ra từ phía cố thành phong. miệng và đậu miệng ngươi lão giả đáng chết kia lão tử đã nói là ghét nhất người khác lừa gạt mình được lắm đừng đám các ngươi chơi đùa lão tử như khỉ đúng không đừng để lão tử tìm thấy các ngươi nếu không thì lão tử nhất định sẽ chém các ngươi thành ngàn mảnh tiếng giống giận này dọa cho vương béo và hứa đần trong chớp mắt khiến họ quên đi sợ hãi tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn cố thành phong hiện tại trong đầu bọn họ đầy dấu chấm hỏi đây là lúc quan tâm người khác có lừa mình hay không sao bầu không khí kinh dị kinh khủng như thế này mà người không sợ ngược lại chỉ tức giận vì bọn họ lừa ngươi cơn tức này cũng quá lớn rồi à giống sau một hơi cố thanh phong càng nghĩ càng tức càng lên cơn giận vốn chỉ nghĩ đơn giản là ăn một sâu mất quả ai ngờ lại chẳng ăn được. Tên bán rong còn chơi trò biến mất bí ẩn với ngươi. Hỏi ba đứa nhóc con, nói không thấy là được rồi chứ. Mẹ nó còn lừa gạt lão tự hai đồng tiền. Ba đứa nhãi con kia diễn thật tốt. Còn nói cái gì mà cậu thẳng tử ta xưa này không gạt người ta, ta có thể so đỏ với người à? Trường thôn còn diễn tốt hơn. Dù tiểu lão nhân có một trăm lá gan, cũng không dám lừa gạt ngài. Thần thái kia, ngôn ngữ tay chân kia, dáng vẻ rồi bản lĩnh kia. Khá lắm, Oscar không có người, đúng là lão phí. Lũ rùa đen khốn kiếp các người, thế mà một lại một lừa gạt ta, hơn nữa con đường cũng giống nhau. Vườn béo, hứa đận, lục soát từng nhà với ta, lôi lão giả kia lên, lôi ba nhóc quỷ kia lên, còn phải tìm ra tất cả trong số đó. Cố thành phòng giống giận, hắn lập tức rút chu tà pháp kiếm bên hồng ra, một người một ngựa dẫn đầu đi vào bên trong bóng tối. Vương Sơn và Hứa Phạm không nói gì, vội vàng lo lắng đi theo sau lưng Cố Thành Phong. Lúc này thôn Hắc Thủy hoàn toàn tĩnh mịch, nghe cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy. Cùng với đó là một màu đen kịt, giống như tất cả các hộ đều chết hết. Trong mỗi nhà không có ai đốt đèn, không có một chút ánh sáng. Ba người dơ bó đuốc xông vào từng nhà. Dầm, vẫn không có ai từ đầu thôn đến cuối thôn, một thôn hắc thủy to như vậy mà không có người. Hiện tại càng tranh lệch so với sự khoan thai hoài hòa lúc ban ngày. Đại, đại nhân, hôm nay quá tả tính, N nếu không hay là chúng ta quay về cầu viện đi. Vương béo run dậy đề nghị, cố thành phong không để ý đến gã, hơn nữa trong lòng yên lặng gọi hệ thống lên. Hắn cảm thấy mình có khả năng trúng huyễn thuật. Hệ thống, vì sao mà ta trúng huyễn thuật nhưng không nhận được lời phản hồi mạnh lên. Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên trong biển não của Cố Thanh Phong. Bộn hệ thống lặp lại một lần nữa, bộn hệ thống là hệ thống bị yêu ma công kích rồi mạnh lên, xin ký chủ tự mình lĩnh ngộ. Sắc mặt Cố Thanh Phong càng khó coi hơn, theo cách nói của hệ thống, vậy thì có hai khả năng. Một, đây không phải là huyễn thuật của yêu ma, có thể là do người làm. Hai, đây là huyễn thuật của yêu ma nhưng cùng loại với chứng nhãn bởi vì không tự tạo nổi tổn thương cho bản thân, vậy nên hệ thống mới không có phản ứng. Ban đầu bên trong chấn ma gục khi chúng huyễn thuật của nhãn ma là do nhãn ma có ý dùng huyễn thuật để xâm chiếm đầu óc mình, khống chế cơ thể mình, thuộc về kiểu công kích nên mới khiến hệ thống phản ứng. Còn lần này mình không nhận được một chút tổn thương nào, không tính tổn thương tâm lý, vậy nên hệ thống mới không phản ứng. Có điều cho dù là loại khả năng nào thì Cố Thanh Phong cũng không thể từ bỏ ý định. Dù có là người làm ra thật thì hắn cũng muốn khiến người kia trả giá đắt. Có nhất tự phần dương kiếm làm át chủ bài thì xem như là tiên thiên tông sư đến. Cố Thanh Phong cũng không dám đánh một trận. Đi, đến rừng khô cốt. Đại nhân, ban đêm đi đến rừng khô cốt là hành động không thông minh đâu. Ngay cả trừ ma sứ huyền dai như dường đại nhân cũng chết ở nơi đó. Ba người chúng ta đi không phải là chịu chết sao? Vương Béo sợ hãi nói. Vương Béo, mẹ nó người có thấy phiền không hả? Nếu không đi thì tự ngươi ở lại thôn Hắc Thủy đi. Cố Thành Phong không quay đầu mà đi thẳng về phía rừng khô cốt. Vương Sơn và Hứa Phạm thấy thế đành phải đuổi theo. Ai bảo trong ba người thì Cố Thành Phong là người có thực lực mạnh nhất bây giờ ở lại thôn hắc thủy quỷ dị này, đương nhiên cố thanh phong là chiếc đùi duy nhất mà bọn họ phải ôm chắc. Rừng khô cốt nằm ngay ở phía sau thôn hắc thủy, khoảng chừng hai nến nhàng sau. Ba người cố thanh phong đã đi đến rừng khô cốt. Lúc này sắc trời tối đen, trên trời mây đen kín mít, ánh sáng trăng bị che lấp chặt chẽ. Rừng khô cốt đen kịt một mảnh, gió thổi nhẹ, lá cây vang lên xào xạc. Xà giống như đang có một con hung thú ẩn nấp trong bóng tối thì thầm. Cố Thanh Phong giờ bó đuốc, xài bước đi đầu tiên. Dưới ánh lửa chiếu rọi, từng bóng cây trong rừng khô cốt vạn vẹo thành hình dáng quái dị. Vì thế nơi này cậu thêm mấy phần khí tức âm trầm. Vườn béo khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt chăm chú đi sau lưng Cố Thanh Phong. Dư quang ánh mắt, không dám nhìn về phía hai bên rừng cây chút nào sợ bên trong đột nhiên lộ ra một khuôn mặt người. Hồ Lương! Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, dọa cho Vương Béo và Hứa Đần giật nảy mình. Cút ra đây cho ta! Nhưng mà cũng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi qua. Sau khi yên lặng một hai giây, Cố Thanh Phong đột nhiên nhe răng cười. cười. Hồ Lương, cả ba đứa nhóc còn kì nữa. các ngươi tưởng ta không tìm được các ngươi có đúng không? muốn trời trốn tìm với ta? vậy các ngươi trốn cho kỹ. nếu không, một khi ta tìm được, <laughs> giọng điệu của cố thành phong dữ tợn lại rét lạnh dưới sự hỗ trợ của rừng khô cốt thì càng lộ ra vẻ kinh khủng. vương sơn và hứa phàm liếc nhau đều nhìn thấy sự kinh ngạc và chấn động trong mắt của đối phương. bây giờ bọn họ có một loại ảo giác rút cuộc thì ai mới là yêu ma? Vì sao cảm thấy cố đại nhân hiện tại còn giống yêu ma hơn cả yêu ma nhỉ? Lúc xưa khi làm nhiệm vụ ở chấn ma ti, có đội ngũ nào mà không cẩn thận từng ly từng tí, khẩn trương vạn phần cơ chứ, sợ rằng lật thuyền trong mương, bởi dẫu sao yêu ma cũng khó lường. Nhưng đến lượt cố đại nhân thì tình huống hoàn toàn trái ngược, đối mặt với yêu ma đã giết đội ngũ của trừ ma sứ huyền giai cố đại nhân chẳng những không sợ không chạy trốn mà ngược lại còn đi khắp nơi tìm yêu ma cũng vì yêu ma lừa gạt hắn vậy mà khiến hắn tức đến tình trạng này đến bây giờ trong lòng vương sơn và hứa phàm đều tự lập một quy tắc đó chính là sau này ngàn vạn lần không được lừa gạt cố đại nhân tính khí người này quá nóng nảy ở một nơi sâu thẳm trong rừng khô cốt một đôi mắt đỏ ngòm như yêu ma đang nhìn chằm chằm cố thành phong, bên trong ánh mắt không khỏi sinh ra sự nghi ngờ thật sâu. Tên này thật sự là người sao? Vì sao lại không biết sợ hãi chứ? Vốn dĩ y muốn thông qua phương thức này để dọa ba người cố thành phong để bọn họ quay về báo cáo tình huống, rồi dẫn người nhận chức trừ ma sứ huyền dài đến đây. Dù sao đây cũng chỉ là ba kẻ ở tụ khí cảnh bé nhỏ, chưa đủ nhét kẽ răng. Có ai ngờ rằng cố thành phòng này vậy mà không đi theo lộ trình. Hắn chẳng những không sợ hãi chút nào mà ngược lại còn tức giận. Người dám tin loại tức giận này. Người này lúc tức giận đúng là không hề lý trí, toát ra vẻ dã thú. Nhưng hễ là trừ ma sứ bình thường, nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế này, ít nhiều gì cũng sẽ biết sợ, nhất là khi nơi này còn có trừ ma sứ huyền giai bị giết. Theo logic bình thường, không phải là quay đầu chạy luôn sao? Cố thành phòng này không những không sợ, ngược lại còn xông vào rừng khô cốt trong đêm, nhất định phải tìm ra người lừa hắn. Đúng là không hợp thói thường. Lúc này chủ nhân của đôi mắt đỏ ngỏm kia muốn giết tên này. Nhưng lại sợ vì cái chết này mà trừ ma sứ huyền dài mới nhận chức không dám đến đây dò xét, mà trực tiếp báo cáo chấn ma ti rồi lại dẫn chữ ma sứ điện dài đến đây một lần nữa. Vậy mình cũng chỉ có thể yên lặng một thời gian. Mấu chốt là mình có thể đợi, nhưng huyết thần tử không đợi được. Thôi thôi, dứt khoát không quản tên này nữa, cho hắn phát tiếp một hồi, không tìm thấy người đâu, hết giận rồi hắn sẽ tự động rời đi. Ba người cố thanh phong càng ngày càng đi sâu vào rừng khô cốt. Đột nhiên bọn họ phát hiện ra một chỗ đất trống trong rừng trong khu đất trống có vô số mộ bia mọc chi chít vùng đất âm trầm thế này nhìn thấy những ngôi mộ đầu tiên đầy điểm sống như kia khiến cho hai người vương sơn và hứa phàm tê dại cả da đầu hai mắt cố thành phòng phát sáng lúc này đã chạy đến phía mộ bia rừng khô cốt đã từng là một bãi tha ma có bia mộ là chuyện rất bình thường rất bình thường vương béo là một người trưởng thành rất hiểu cách tự an ủi mình giữa dàn bia mộ, cố thành phòng dễ phải, quẹo trái, giống như muốn phá vỡ trận pháp. Theo kinh nghiệm chơi game trong quá khứ của hắn, ở nơi như thế này đều sẽ có bót chiến. Thế nhưng di chuyển tầm vài vòng, giống như đang nhảy disco trên mộ phần, cũng không thấy có phản ứng gì. Vương Sơn và Hứa Phàm nhìn thấy cố thanh phong nhảy nhót cả nửa ngày, vẫn bình yên vô sự, chỉ thở dài một hơi, bước về phía dãy bìa mộ. Cũng có thể là do dọc đường không đụng phải bất cứ yêu ma quỷ quái nào, nên lá gan của vương béo cũng hơi lớn hơn một chút. Đôi mắt nhỏ tùy ý, quét qua bề mặt bia mộ một chút. Đột nhiên, ánh mắt của gã dừng lại ở một chỗ bên trên bia mộ, đôi mắt nhìn trọng trọc vào khối bia mộ kia. Một khắc kia, cơ thể vương béo bỗng nhiên cứng đờ, con người nhanh chóng co lại, nhịp tim gần như đình trệ, một sự khủng hoảng to lớn bảo phủ lê toàn thân À! một tiếng thét trói tài bé nhọn phá vỡ bầu trời đêm khiến cho cố thành phòng giật mình kêu lên lúc kịp phản ứng lại thì cố thành phòng lại tức giận chưa bị yêu mà hù đến thì đã bị vương béo này liên tiếp hù dọa hắn quay đầu hàm hàm nhìn vương béo nổi giận mắng vương béo Ngươi có bệnh đúng không có thể ra dáng nam nhân một chút hay không hả đừng hơi tí là hét lên hình như vương béo không nghe được những gì cố thành phòng nói ngược lại còn rỗi ngón tay mập mạp ra, run rẩy chỉ vào một tấm bia mộ run rẩy nói cái bia mộ này cái bia, bia mộ này bia mộ làm sao cố thành phòng không nhịn được mà đi tới đẩy cơ thể mập mạp của vương béo ra nhìn chăm chú về hướng mộ bia cố thành phòng biến sắc ngay lập tức chỉ thấy trên bia mộ kia khắc vài chữ to Thôn trưởng thôn hắc thủy Hồ lương chi mộ Hồ thôn trưởng Đã chết rồi Vậy người nói chuyện với chúng ta Hôm nay là ai Sắc mặt hứa phàm tái nhợt nói Vườn béo run dậy Dùng tốc độ nhanh nhất tránh xa bìa mộ Trốn đến sau lưng cố thành phong Chuyện này có phải hỏi Hồ thôn trưởng chúng ta nhìn thấy hôm nay Nhất định là âm hồn của não Sau khi chết biến thành sắc mặt của hứa phàm càng tái nhợt hơn gian nan nuốt một ngụm nước bọt ngoại trừ hồ thôn trường vậy những mộ bia này không phải là của thôn dân thôn hắc thủy chứ chẳng trách không thấy người dân thôn hắc thủy đâu cả thì ra là bọn họ đã chết từ lâu rồi mỗi một câu nói của hứa phàm đều khiến sắc mặt của y tái nhợt thêm một phần đến mức mà cuối cùng trên mặt y không còn chút màu máu nào cả. Thậm chí ngay cả giọng nói khi nói chuyện vì quá sợ hãi mà méo mó cả âm thanh. Đến bản thân y cũng không phát hiện ra chút nào. Vương béo nghe hứa phạm phân tích xong một trận run chân. cố đại nhân, có như ta van xin ngại, chúng ta đi thôi, ta quỳ xin ngại. Vương béo còn chưa nói xong, cố thanh phong lập tức quát to một tiếng. Hay cho lão giả nhà ngươi, thử để lão tử tìm thấy xem còn dám giả chết hay không vừa dứt lời trong ánh mắt chấn kinh khủng hoảng của phương béo và hứa phàm cố thành phong nâng đùi phải lên bàn chân to hơn cỡ 40, mươi đế giày còn dính chút bùn đất mới thẳng thừng đạp mạnh một cước vào trên bia mộ của hồ lương uỳnh một tiếng vang thật lớn theo tiếng vang bia mộ của hồ lương vỡ nát hóa thành bột mịn đôi mắt đỏ ngòm ẩn sâu trong rừng khô cốt hiện rõ sự kinh ngạc sắc mặt lập tức biến đổi không ổn không ép được chỉ thấy đôi con người của y bộc phát ra chuyển động quái dị lập tức lặng yên không một tiếng động truyền xuống dưới mặt đất bao trùm lên nấm mộ kia giống như muốn chấn áp lại vật ở dưới đất làm xong tất cả vẻ mặt của y mới chấn tĩnh lại lập tức trong mắt hiện ra một vòng tức giận mà cơn tức này nhằm vào cố thanh phong vốn dĩ không định giết bọn họ nhưng tên nhóc này lại cứ lỗ mãi như vậy, đúng là muốn chết. Nhẫn, chỉ cần một chút huyết dịch của võ giả chân khí cảnh nữa là đại công cáo thành rồi, tuyệt đối không thể vì một con chuột nhắt mà làm học đại sự. Chỉ có điều y vừa nói nhẫn ở đây xong, thì chỗ kia của cố thành phong lại truyền đến tiếng động. Chỉ nghe thấy, cố thành phong tùy tiện nói, cái thứ rùa đen khốn kiếp nhà ngươi, lão tử phá hủy bia mộ của ngươi cũng không chịu ra có đúng không? vương béo hứa đần đào lên cho lão tử bới mộ của y lên trong ánh mắt của đôi mắt đỏ ngọn kia thay đổi liên tục trong lúc nhất thời có cảm giác không biết nên làm thế nào cho phải vương béo và hứa đần nhận được mệnh lệnh lúc này kêu khóc nói cô đại nhân bỏ đi thôi người chết lớn nhất để y nghỉ ngơi đi không được cố thành phòng quả quyết cự tuyệt lúc trước lão tử đã cho y cơ hội thế nhưng lão giả này còn dám lừa gạt ta Hôm nay nếu lão tử không chém y ra thành tám mảnh thì ta không phải họ cố. Ôi chào đại nhân của ta, nếu không thực sự không được thì 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 ta thay y xin lỗi ngài có được không? Cố thành phòng trừng mắt, rời chu tà pháp kiếm lên, giả bộ định đánh. Người đào hay không đào? Đào đào đào, ta đào là được chứ gì? Hai người vương béo và hứa đần vội vàng đi đào mộ phần của hồ lương. Không bao lâu sau, dưới sự lao động cần cù chăm chỉ của hai vị võ giả bát trọng khí, rất nhanh một chiếc quan tài bằng gỗ đã xuất hiện trước mặt. Tránh ra! Cố Thanh Phong đuổi hai người ra, thẳng thừng đá một phát lên quan tài. Dầm! Theo tiếng động, quan tài chia năm xẻ bảy. Bất ngờ bên trong có một cỗ thi thể đang nằm. Có vẻ như thi thể đã được một thời gian hư thối biến thành màu đen, còn mang theo cả giỏi bọ. Nhưng chỉ một chút, Cố Thành Phong đã nhận ra đây là Hồ Lương. Dám lừa gạt lão tử. Người cô biến thành thi thể, lão tử cũng nhận ra. Còn chưa đợi Cố Thành Phong bắt đầu làm khó dễ, thi thể Hồ Lương phốc một phát, đứng thẳng dậy. Trong chớp mắt, hai tròng mắt đỏ ngòm mở ra, bên trong chứa đầy bạo ngược vô tận và sát ý, nhìn chòng chọc vào nhóm người Cố Thành Phong. Ôi sắc chết vùng dậy! vườn béo bị dọa cho vội vã trốn đến sau lưng cố thanh phong nhưng cơ thể của cố thanh phong vốn cũng không che chắn được hết cơ thể to béo của gã lúc này giọng nói nghi ngờ của hứa phàm truyền đến kỳ quái nhìn thi thể này hẳn là mới chết không lâu nhưng sao thì khí lại nặng như vậy chứ vậy mà biến thành cương thi rồi hứa đần người đây mà thấy kỳ lạ cái quái gì đây là cương thi cương thi đó vương béo khẩn trương nói hứa Phạm lại lắc đầu mặc dù hồ thôn trường biến thành cương thi nhưng thời gian thi biến của y không dài khi còn sống cũng không phải võ giả vậy nên chỉ là cương thi cấp thấp mà thôi thực lực lớn nhất cũng chỉ tương đương với tụ khí tứ trọng thôi không cần sợ hãi tụ khí tứ trọng vương béo nghe xong thì tỉnh táo tinh thần lại trong nháy mắt cũng không trốn ở sau lưng Cố Thành Phong nữa. Cố Thành Phong cũng không để ý đến hai người, chỉ nghe răng cười nhìn Hồ Lương. Lão bị ổi. Ngươi để ta tìm ra người dễ quá. Ai ngờ Hồ Lương đã thi biến, hình như đã mất đi thần trí, hoàn toàn trở thành một quái vật khát máu. Cũng không thèm phản ứng lại Cố Thành Phong. Ngược lại gào lên một tiếng, rồi trực tiếp đánh về phía hắn. Cố Thành Phong nhướng mày, bỗng nhìn ra chân, một cước đạp bay, Hứa đần xảy ra chuyện gì vừa rồi lúc y gạt ta còn rất tốt sao hiện tại giống như không có chút lý trí nào vậy sau một thời gian ở chung coi như cố thành phong cũng phát hiện ra ưu điểm của hứa phàm tiểu tử này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác biết không ít kiến thức cổ quái kỳ lạ vậy nên hắn mới hỏi cố đại nhân nếu như thuộc hạ đoán không sai thì vừa rồi lừa gạt ngài chắc hẳn là âm hồn của hồ lương là linh hồn của y biến thành sau khi chết còn thưa ngài nhìn thấy bây giờ chính là cương thi do thi thể của y biến thành cương thi không có thần trí nghe thấy lời giải thích này cố thanh phong có hơi không vui vẻ tìm được cái này rồi mà chưa thấy chính chủ lúc này cương thi hồ lương đã bỏ dậy hoàn toàn không hề sợ hãi mà càng vọt về phía cố thanh phong vừa rồi cố thanh phong cũng xuất ra toàn lực vốn dĩ hắn định từ từ tra tấn nhưng hiện tại sau khi biết được cương thi không có thần trí thì cũng đã dập tắt tâm từ này dự định thẳng thừng giải quyết rồi sau đó đi tìm chính chủ ngay khi cố thành phong muốn động thủ thì vương béo đứng bên cạnh cũng đột nhiên tiến về phía trước cố đại nhân loại tụ khí tứ trọng rác rưởi kia nào cần ngày độc thủ cứ rào cho thuộc hạ là được rồi kể từ khi vương béo biết cương thi này chỉ tương đương với võ giả tụ khí tứ trọng, thì lập tức run lên, không thể chờ đợi mà muốn biểu hiện trước mặt cố thanh phong, vuốt mông ngựa một phen. Nhưng mà phương béo không biết là vuốt mông ngựa không xong, lại vuốt trúng đùi ngựa. Người nói ai là rác rưởi Cố thanh phong biểu cảm không tốt, yếu ớt nói. Nháy mắt vương béo phản ứng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Học, quên mất là cố đại nhân, cũng là tụ khí tứ trọng vương béo lại tưởng tượng ra dáng vẻ hẹp hỏi của cố thanh phong bị yêu ma lừa mà đã không buông tha như thế bây giờ bị mình vô tình chọc miệng một câu vậy không phải sẽ liều mạng với mình sao đại nhân bớt giận đại nhân bớt giận Thủ hạ nói hồ lương không phải nói ngại gã còn tiếp tục giải thích có điều hồ lương đã lao đến đôi mắt nhỏ của vương béo chừng to lên đột khốn này nếu không phải do ngươi thì ta có thể nói sai sao gã lập tức nén giận xuất thủ, nâng lên chiếc đùi còn có thể lớn hơn phần eo của người trưởng thành, hùng hằng đá một cước vào người hồ lương. Một cước này phát huy vô cùng tinh tế, tụ khí bát trọng của người có thể trọng 300 cân. Hồ lương giống như đạn pháo bay ra bên ngoài, đụng ngã một tấm bìa mộ. Cơ thể cương thi vốn dĩ đã cứng rắn, cũng suýt chút nữa thì tan ra thành từng mảnh. Ôi, còn chưa chết hả? Vương béo nhìn thấy hồ lương dãy ruộng đứng dậy, lúc này bước đi nhanh đến mức lục thân không nhận để đi về phía hồ lương. Ai ngờ hồ lương bỏ dậy cũng không tiến công ngay, mà ngược lại ngửa mặt lên trời gạo to. Gào! Một tiếng thì giống chấn động khắp núi rừng. Vườn béo muốn móc móc lỗ tai, kết quả lại phát hiện ngón tay quá to, không móc vào được, đành phải làm bộ rút ngón tay ra thổi thổi. Đang muốn mở miệng giả vờ, mặt đất bắt đầu rung động sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của vương béo mảnh bia mộ nứt ra từng cái một từng bàn tay hư thối khô héo trồi lên từ mặt đất vươn ra bên ngoài ngay sau đó một con cương thi hai con cương thi một trăm con hai trăm con điên cuồng chui ra từ lòng đất phóng tầm mắt nhìn ra thấy đứng lít nhà lít nhít đầy mộ bia nhưng mà như vậy vẫn chưa xong Đến tiếp sau đó vẫn có không ít cương thi leo ra từ trong đất. Bọn chúng đều có đôi mắt đỏ ngòm, bên trong đầy sự khát máu điên cuồng. Gào! Hơn trăm con cương thi giận dữ hét lên, tiếng gào từ cuống họng này giống như sông lên tận mây đen. Ánh trăng lạnh lùng chiếu trên phần lớn mặt đất. Giống xong, đôi trọng mắt màu máu của bọn chúng đồng loạt nhìn về phía vương béo ở gần nhất. vương béo lập tức cảm thấy máu cả người mình đông cứng lại toàn thân cứng đờ, ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất đúng lúc có một hòn đá sắc bén, đâm mạnh vào da thịt, đau đớn làm gã giật mình bừng tỉnh, thậm chí còn chưa kịp đứng dậy, hai tay hai chân hợp lực, đang ngồi trên mặt đất bỏ trở lại. Tốc độ nhanh đến mức, cố thanh phong vừa nhìn thấy đã thầm kinh ngạc, cảm giác còn nhanh hơn lúc vương béo chạy bình thường. Vương béo nhanh chóng núp vào sau lưng của cố thanh phong, run rẩy nói. Cố, cố, cố đại nhân, hay là ngại lên đi. Vương béo cũng không ngốc, những thầy ma này tuy rằng cấp bậc không cao, một mình gã giết mấy chục con cũng không thành vấn đề. Nhưng mấy trăm con lận đó, mỗi người một miếng nước bọt đã có thể nhấn chìm gã. Đương nhiên thầy ma sẽ không nhổ nước bọt. Cố thanh phong nhìn đám thầy ma dày đặc trước mắt, khóe miệng lộ ra vẻ hung ác. Tâm tình hắn vốn đã không tốt, không chỗ phát tiết hiện tại thật sự là như đang buồn ngủ, lại có người cho cái gối đầu, thật tâm lý mà. Hắn hơi quay đầu lại, liếc nhìn hứa phàm, sắc mặt tái nhợt. Thôn Hắc Thủy có bao nhiêu thôn dân? Hứa phàm run lẩy bẩy trả lời. Chắc là hơn 500. Cũng được, vừa đủ để ta chút giận. Cố Thành Phong xoay cổ hai cái, sau đó dùng lực dưới chân, chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt nứt ra, cả người lao về phía hơn 500 thây ma như một viên đạn đại bác. Cảm giác lúc đó như đang chơi bâu linh vậy. Cố thành phong như một chiếc xe tăng bằng thịt, trong cơn thịnh nộ, lao vào đám thây ma. Hắn đi đến đâu, thây ma chết như ngả dạ đến đó. Một cú đấm mạnh mẽ vùng ra, dưới sự gia trì của cơ thể kim cương và sức mạnh, chín châu hài hổ. Cú đấm dễ như trở bàn tay này lại gây ra những trận nổ vang trời. Oang, đầu của một con thây ma đã bị hắn trực tiếp cho nổ tung. Sảng khoái. Cố Thành Phong cười lớn, cảm giác một đấm đánh ngã một bạn nhỏ thật khiến hắn sảng khoái. Hơn nữa những thây ma này cũng không sợ chết, ngay cả khi đồng đội của chúng bị giết, chúng cũng vẫn tiếp tục tấn công. Rất nhanh thôi, Cố Thành Phong đã bị đám thây ma bao vây vô số cánh tay cùng răng nanh xông tới công kích hắn. Hắn vốn không tránh, không né, cơ bắp trong cơ thể khẽ động, tức khắc trong cơ thể, một cái chuông lớn màu vàng nhạt trong suốt bay ra, chính là kim trùng cháo. Đòn! Tiếng chuông vang lên, những thầy ma đang đến gần, lần lượt bị bật ra xa bởi lực phản chấn. Giống như đang đóng phim, những thầy ma kia đeo dây an toàn, bị tốc độ nhanh như gió thổi bay, có con thậm chí còn bay cao hơn 5 mét, cuối cùng tầng tầng lớp lớp rơi xuống theo đường vòng cung. Cố Thành Phong càng đánh càng hăng, chỉ thấy hắn nghiêng người đã ngang một cái, thắt lưng giống như một chiếc đồng hồ được lên dây cót, đột nhiên phát lực. Ảnh cước trong nháy mắt bay khắp trời, đám thầy mà bên phải bị xé toạc. Hắn lại duỗi bàn tay lớn ra, giống như trời bóng rổ, chụp mạnh lấy đầu một con thầy ma, sau đó xoay một vòng, hắn hoàn toàn coi con thây ma đó như cây gậy và đập nát trong đám thây ma. Sau khi quay ba vòng, thây ma trong tay hắn, tay chân không nguyên vẹn, đầu cũng bị cố thanh phong nặn thành hình thù dị dạng. Hứa Phạm và Vương Béo ở bên cạnh vốn còn muốn giúp đỡ, nhưng khi họ nhìn thấy cố thanh phong giống như ác quỷ bỏ ra khỏi địa ngục, hung dữ và đáng sợ, hai người nhất thời không dám tiến lên trước, chỉ biết đứng im tại chỗ gần ngơ và há hốc mồm hít ngụm khí lạnh góp phần làm cho toàn cầu của thế giới khác nóng lên cùng với sự tiếp diễn của cuộc tàn sát Cố thành phong càng đánh càng nhiều trò thậm chí cũng bắt đầu sử dụng các chiêu thức từ các game năm xưa thăng long quyền một cú đấm móc mang theo cơn gió mạnh kịch liệt hung hăng đập mạnh vào hàm của một thây ma theo dự liệu của cố thành phong có lẽ hắn sẽ đánh bay thây ma này lúc đó mình lại bay lên cao trong bầu trời đêm, một chiều đánh xuống nhất định sẽ rất ngầu. Kết quả một quyền này đánh ra bởi vì lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh. Đầu của con thây ma trực tiếp tách ra khỏi thi thể. Bền mép lộ ra rất nhiều da thịt. Một cái đầu hạt dưa xấu xí bay lên trời, quay liên tục trong không khí, lập tức biến mất. Cố Thành Phong gãi gãi đầu, xem ra hắn phải thay đổi chiêu thức. Lúc này trong trận chiến có ít nhất 200 thây ma. Đã bị Cố thành Phong đánh chết, chỉ còn lại hơn hai trăm con. Nghĩa địa trong nháy mắt đã không còn chật trội. Cũng chính bởi vì thây ma ít đi, Cố thành Phong thình lình xuyên qua kẽ hở của đám thây ma, nhìn thấy phía sau chúng còn có ba cái bóng người thấp bé. Có thể là do chúng quá nhỏ con, làm thế nào cũng không thể chen vào vòng vây bên trong, nên cứ ở bên ngoài nhảy nhót. Cố thành Phong vừa nhìn thấy ba thây ma nhỏ này, liền vui vẻ. Ba thằng nhóc kia trả lại tiền cho lão tử vừa nói hắn không thèm để ý đến đám thây ma bao vây xông thẳng về phía trước dẫm lên vô số khúc xương chân tay lao tới trước mặt ba con thây ma nhỏ này bụp cố thành phong một tay bắt lấy con thây ma nhỏ bị trói lên trời sau đó chạy lấy đà sau khi thả tay ra con thây ma nhỏ đã rơi xuống dưới tác dụng của trọng lực khi nó đáp xuống eo của cố thành phong cố thành phong rơi chân phải lên cao hướng về phía sau, sau đó đột nhiên dùng lực. Chết nè! Bịch! Một cú đá mạnh mẽ đá mạnh vào thân con thây ma nhỏ. Ngay lập tức, con thây ma nhỏ xuyên qua đám xác sống như một quả bóng đá. ầm 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 Nhiều thây ma bị lực lượng lớn đột ngột này nghiền nát thân thể, từng đợt từng đợt máu tuôn ra như xương. Sau đó, cố thanh phong lặp lại mánh khóe cũ của mình, lần lượt đá hai con thây ma nhỏ còn lại vào đám thây ma. Lúc này số thầy ma chỉ còn lại hơn 100 con. Đám thầy ma còn sót lại, cố thành phong không định dùng bạo lực để giải quyết. Hắn đã thỏa nguyện rồi, cho nên định thử bảo vật mà chấn ma tì đưa. Hắn từ trong túi lấy ra một lá bùa trừ tà, sau đó kích động ném về phía một con thầy ma gần nhất. Trong nháy mắt, lá bùa bùng lên một luồng sáng trắng chói mắt. Ánh sáng trắng đánh trúng người thầy ma, trực tiếp đánh tàn thầy ma đó. Cái này uy lực cũng yếu quá đi Một lá bùa chỉ có thể đối phó một con sao Cố Thành Phong bất mãn bóc phốt một câu Sau đó lại lấy ra một lá bùa dương hỏa Bùa dương hỏa tổng cộng chỉ có hai lá Có thể thấy nó khẳng định là quý giá hơn bùa trừ tà Mánh khóe cũ được lặp lại Lá bùa dương hỏa được ném ra Trong không trung Bùa dương hỏa đột nhiên bùng lên một đạo lửa mãnh liệt Giống như ban đêm mọc lên một mặt trời nhỏ Một giây sau Oang, mặt trời nhỏ rền vang nổ tung, ngọn lửa bốc lên trời, nuốt chừng không thương tiếc những thây ma còn lại. Một kích này trong một giây có thể giết được hơn 50 thây ma. Cái này cũng không tệ, thử tiếp chu tả pháp kiếm xem sao. Giờ kiếm đồng tiền lên, chém về phía thây ma gần nhất. Thời khắc kiếm tiền đồng chạm vào thây ma, trên thần kiếm lóe lên một tia sáng. Thây ma như bị sét đánh, trong nháy mắt hóa thành than mất rồi. Cũng không quá tệ. Sau khi thử nghiệm xong kinh khí, Cố Thành Phong cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp xông tới. Chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi, mấy chục con còn lại toàn bộ đều chết hết. Lúc này Vương Béo và Hứa Đần chạy chậm tới, vẻ mặt chấn động. Cố Đại Nhân, ngài thật quá lợi hại, thuộc hạ kính phục ngài như nước sông cuộn cuộn, liền miền bất tuyệt. Được rồi, bất nịnh hót lại, cái này chỉ mới giải quyết thi thể, vẫn còn chưa tìm được âm hồn đâu. Hả? Vương béo trong nháy mắt biến thành vẻ mặt đau khổ. Đại nhân còn tìm nữa sao? Hay là chúng ta quay về phục mệnh trước đi? Hơn 500 thây ma này đã là công lao to lớn rồi. Tìm không ra người lừa gạt ta, hôm nay nhất định không quay về. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, không ai phát hiện ra một đôi mắt màu máu đang ở chỗ sâu trong rừng xương, đang nhìn cố thanh phong với ánh mắt thích thú kỳ dị. <laughs> với thân thể mạnh mẽ như vậy, lại còn thêm việc đã tu luyện kim trùng cháo, thiết bố giam. Chất lượng máu của hắn có lẽ còn cao hơn các chân khí cảnh bình thường. Hắn chắc chắn sẽ có thể thỏa mãn được yêu cầu của huyết thần tử. Vậy thì không cần phải phí tâm tư đi dụ trừ ma sứ huyệt dài đến đây nữa. Tiểu tử này đủ rồi. Nói rồi trong đôi mắt màu máu lại lóe lên một tia dao động kỳ dị. Trong lúc đám người cố thanh phong đang nói chuyện, đột nhiên lỗ tài hắn khẽ động, lông mày cao lại. Âm thanh gì vậy? Vương béo và hứa đần cũng cẩn thận lắng nghe, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Bỗng vương béo nhìn phía sau lưng cố thanh phong, tìm kiếm âm thanh, sắc mặt đại biến, Cố Thành Phong vừa nhìn thấy vẻ mặt của vương béo, lập tức kịp phản ứng, quay đầu lại, liền bị một màn quỷ dị trước mắt dọa giật mình. Chỉ thấy hài cốt của những người bị chặt chân tay trong nghĩa trang, những hộp sọ vỡ vụn và những mảnh thịt nát đang dần dần tập hợp lại dưới sự kiểm soát của sức mạnh kỳ dị nào đó. Chúng giống như còn sống, giống như loại bò sát trơn trượt, nhanh chóng như bay bò về phía trung tâm dần dần chúng tụ lại càng ngày càng nhiều, xếp chồng ngày càng cao, cho đến khi vô số thi thể nát vụn tập trung thành một núi thi thể. Với sự kết hợp liên tục, núi xác chết không ngừng mở rộng, 1 mét, 2 mét, 3 mét, 10 mét. Hơn 500 thi thể bị một sức mạnh kỳ dị nhào nặn, trộn lẫn với nhau, trở thành một con quái vật khổng lồ cao 10 thước. Con quái vật có kích thước bằng tòa nhà này trông có vẻ méo mó dị thường. Cơ thể nó được chống đỡ bởi hàng trăm cái chân, toàn thân được bao phủ bởi các cái tay, còn có hơn 500 cái đầu được cắm vào da một cách bất thường. Phần còn lại của cơ thể được tạo thành từ các loại thịt nát lúc nhúc. Cố thành phòng thậm chí còn nhìn thấy một người quen từ trên thân con quái vật. Hồ Lương Đầu của Hồ Lương bất ngờ được đặt ở phần trung tâm nhất. Soạt, hơn 500 con mắt mở ra cùng lúc, nhìn từ xa, trên người quái vật dày đặc những con mắt, tất cả đều là huyết sắc đồng tử, bên trong tràn ngập sát ý khát máu. Gầm! Con quái vật đột nhiên gầm lên một tiếng giống to, đình tài nhức óc trên thân nó phát ra một luồng khí thế đáng sợ. Luồng khí thế này làm vương béo và hứa phàm tái mặt biến sắc, thân thể của họ cứng ngắc không tự nhiên, giống như là bị dã thú cao cấp nhắm tới. Đột nhiên, ngọn núi thi thể chuyển động, hàng trăm cái chân cùng nhau phát lực, mặt đất không ngừng rung chuyển, vô số đá vụn cùng bụi đất bị chấn động cách mặt đất nửa mét. Nó giống như một con chó hoang chạy loạn, như bị điên, lao về phía ba người cố thành phong. Hai người vương béo và hứa đần sợ tới mức hồn phi phách tán, không thể nhúc nhích. Lúc này cố thanh phong tiến lên một bước, chắn trước mặt hai người họ, trong mắt hưng phấn nhìn quái vật trước mặt trông khá là đáng sợ đó, chỉ là không biết thực lực mạnh cỡ nào, ta thử thăm dò một chút nhé. Cố Thành Phong nói xong, trực tiếp lấy lá bùa dương hỏa cuối cùng từ trong ngực ra, sau khi kích hoạt nó thì ném ra ngoài. Mặt trời nhỏ lại xuất hiện, chiếu mạnh mẽ về phía núi sát chết. Tuy nhiên so với núi sát chết, mặt trời nhỏ kích thước không bằng một phần trăm của đối phương. Một giây sau, mặt trời nhỏ va chạm với núi sát chết. Oàng! trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt, đốt trừng một phần mười thi thể núi thi, trực tiếp đốt ra một lỗ lớn trên núi xác chết. Mùi thịt nướng khét lẹt lập tức tràn ngập không khí, cố thành phòng bất mãn bĩu môi. Cái gì chứ? Quái vật này yếu quá đi, chỉ là một lá bùa dương hỏa liền có thể đánh thành như vậy. Cố thành phòng vốn dĩ còn muốn dựa vào núi thi thể này để tiến hóa kim càng thể của bản thân từ sau lần trước đại chiến với Bạch Cốt Thượng Nhân, Kim Càng Thể đã đạt tới giới hạn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá. Tuy nhiên Kim Càng Thể phòng ngự quá cao, công kích của yêu ma bình thường, căn bản không thể cung cấp một điểm tiền thưởng, cho nên đã bị trì hoãn rất lâu, không thể đột phá. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một con quái vật trông rất dọa người, nhưng hóa ra lại là giấy. Ngay khi Cố Thanh Phong đang bất mãn hàng trăm người trên núi xác chết cùng nhau mở miệng và đồng thanh gầm lên. Ngay sau đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Máu thịt đỏ sẫm trên thân núi xác không ngừng vặn vẹo, lỗ thủng lớn trên thân, vậy mà lại từ từ khép lại. Trong hai giây ngắn ngủi, cái lỗ lớn đã biến mất, núi xác chết trở lại trạng thái ban đầu. Cố thành phòng hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, có chút thú vị. Lúc này hứa phạm ở một bên, đội nhiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cố đại nhân, ta đọc qua trong sách, quái vật cấu thành hợp thể như vậy, bình thường đều có một hạch tâm. Chỉ cần đánh bại hạch tâm, chúng nó mới chết. Bằng không cho dù công kích nó như thế nào, nó sẽ tự lành lại. Hạch tâm? Cố thành phong nhìn ngọn núi sát chết cao 10 mét và nghĩ, với khối lượng lớn như vậy, đi đâu mà tìm hạch tâm đây? Cố đại nhân, nó là quái vật được tạo từ thây ma cho nên hạch tâm của nó chắc chắn là cái đầu. Trong hơn 500 cái đầu đó, chắc chắn có một cái là hạt tâm. Hứa Phạm vội vàng nói, hơn 500 cái đầu. Cố Thanh Phong gần đầu nhìn lên, liền cảm thấy mù mịt. Cái quái này làm sao mà phân biệt được? Cố Đại Nhân, tôi đoán là... Được rồi. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn ngắt lời. Thật sự là nghe rất phiền phức. Lão Tử không có nhiều thời gian như vậy để đi tìm điểm khác biệt dù sao cũng chỉ là chuyện một kiếm. Hai người các người lui lại đi. Cố Thanh Phong quát hai người họ lùi ra, sau đó lấy diêm ma từ trong bốn binh khí trên thắt lưng của hắn ra. Tay trái cầm bao kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, để diêm ma ngang trước ngực, rồi rút kiếm ra, yên lặng chờ đợi núi thi thể sông đến. Vương Sơn và Hứa Phàm vừa nhìn thấy tư thế của Cố Thanh Phong, đều cho rằng đầu hắn có vấn đề rồi một thanh kiếm dài hơn một mét đấu với một con quái vật to lớn như thế này mà nói quả thực chính là một cây tăm có tác dụng gì chứ xỉa răng cho người ta cố đại nhân mau chạy đi lúc này người còn thể hiện kiếm cái gì nữa vương béo sợ hãi nói hứa phàm cũng mặt đầy lo lắng cố đại nhân tìm không ra hạch tâm công kích thế nào cũng đều vô dụng hết cố thành phong cười nhạt Hạch tâm chẳng phải được giấu ở bộ phận nào đó trên thân nó sao? Chỉ cần ta dùng một kiếm, phá hủy toàn bộ cơ thể nó, chẳng phải là xong rồi sao? Một kiếm? Đôi mắt nhỏ của vương béo nhìn chằm chằm vào lão đại, gã nhìn cây kiếm dài một mét trong tay của cố thanh phong, lại nhìn lên thân thể cao 10 mét của núi xác chết. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cố thanh phong điên rồi. Cuối cùng núi xác chết đã đến gần, giây tiếp theo trong mắt Cố Thành Phong lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng thốt ra năm chữ: "Nhất tự, phần dương kiếm." Hắn vừa dứt lời, tay phải bỗng phát lực, cùng với tiếng kim loại ma sát, diêm ma trong nháy mắt rút ra khỏi vỏ, một ngọn lửa chói mắt chiếu rọi khắp nơi. Vương Sơn và Hứa Phạm chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng tăng lên, ngay sau đó ánh lửa đầy trời tràn ngập cả hai mắt. Một đường kiếm khí hệt như tơ chém ngang ra từ trước thân của cố Thành phong hiện lên một chữ hình như thể có ai đó đã dùng bút vẽ một đường ngang giữa trời đất xoẹt một nét chữ đó nhanh như chớp lướt qua cơ thể của núi xác chết ánh lửa dần dần biến mất màn đêm bao phủ hết thảy trở lại như cũ giống như một ảo giác vương sơn cùng hứa phàm trong mắt tràn đầy kinh ngạc bọn họ không hiểu vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ nhìn từ toàn thân trên xuống dưới của núi xác chết, không chút tổn hại, vẫn đứng nguyên tại chỗ, lại nhìn về phía cố thanh phong, đã trà kiếm vào vỏ, có chút sững giờ Lúc này cố thanh phong xoay người, chậm rãi đi về phía hai người họ, bình tĩnh nói, đừng gấp, để kiếm khí bay đi một lát. Hai người nhìn cố thanh phong đi tới gần, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng lời còn chưa kịp nói. Đột nhiên, oang! Oàng! Một tiếng nổ dữ dội vàng vọng khắp bầu trời, một ngọn lửa khổng lồ cao chót vót bùng lên từ cơ thể của núi xác chết. Chỉ trong phút chốc, núi xác chết đã bị ngọn lửa nuốt chừng không thương tiếc trước khi nó kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó biến thành một quả cầu lửa khổng lồ cao 10 mét giống như mặt trời rơi xuống nhân gian. Toàn bộ rừng khô cốt trong nháy mắt được chiếu sáng, trời đất dường như ngày đêm xoay chuyển, từ đêm tối thành ban ngày. Vào lúc này, trời sáng rồi. Núi xác chết khổng lồ sụp đổ ầm ầm trước ánh mắt khiếp sợ của hứa phàm và Phương Sơn. Những lời nhẹ như bông hồng vừa nãy của cố Thanh Phong vọng lại trong óc hai người. Miễn là ta dùng một nhát kiếm, diệt toàn bộ cơ thể của hắn, không phải là xong rồi hả? Hóa ra những gì hắn nói là thật, đúng là chỉ cần một nhát kiếm. Đến tận lúc này, hai người dùng ánh mắt vô cùng kính nề nhìn về phía cố thành phong, bọn họ cho rằng cố thành phong chỉ là một thằng tụ khí tứ trọng, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chỉ biết dựa vào ngoại công để ra vẻ ta đây. Nhưng giờ họ phát hiện mình sai rồi, sai quá là sai. một tên võ giả tụ khí tứ trọng làm sao có thể tung ra một nhát kiếm này chứ? đừng nói đến tôi thể cảnh, đến cả mấy vị trừ ma sứ còn lại dưới chứng Hà phong hoa cũng không làm được nhưng cố thành phong lại làm được xong rồi đấy hai người các ngươi đứng ngẩn ra thế chưa tìm thấy kẻ dám lửa ta đâu tiếp tục tìm đi hai người nghe giọng điệu mang thù của cố thành phong kính nể bàn nãy trong nháy mắt bay đi gần lửa, biến thành bó tay không biết nói cái gì hai người liếc nhau một cái ngay lập tức bám theo cố thành phong tiếp tục lần mò trong rừng khô cốt tìm kiếm cảm ơn mọi người đã cùng trang đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo